khai khỏi thủ tục chuyển nhượng. Căn hộ. Tư vấn này. Có các bước cơ bản như sau. Xác minh chính chủ. Tại chủ đầu tư hoặc ban quản lý tại Smart City. Sau đó cọc công chứng, khai thuế, nộp thuế, và ký chủ đầu tư. Tất nhiên đặt lịch trước khoảng 7 ngày. Khách hỏi. Vấn đề ở đây á, đó là căn có sổ hồng hay chưa? Khách trả lời chưa có sổ hồng. Tư vấn hỏi có thông báo làm sổ chưa? Khách đáp có rồi. Tư vấn này, thủ tục với ca. Tức là ra sổ mới ký hoàn thiện. Còn lại thì chuyển nhượng cọc hai bên. Bàn giao căn hai bên nếu thống nhất, số tiền đó là câu hỏi về thủ tục. Khách hỏi chung cư được nuôi chó mèo hay không? Tư vấn này, quy định chung chủ nhà nước là không nuôi chó mèo tại chung cư. Cá cảnh, chim cảnh được nuôi. Khách nói sợ chó. Bất kỳ câu hỏi nào chị có thể hỏi đáp, chia sẻ nếu hữu ích, đăng ký để theo dõi kênh.
Hiện tại chủ đầu tư mới ra chính sách. Tên gọi của chính sách này á, đó là mua nhà công đồng. Theo quan điểm của tôi, thì vay có thế chấp bằng tài sản khác, hoặc tài sản khác hoặc là sổ tiết kiệm. Đấy, thế chấp tất nhiên là có thể 2 năm nhận nhà hoặc nhận nhà ngay. Vấn đề đây là vẫn cọc 50 triệu giữ căn, và xét duyệt vay. Xét duyệt vay bank thì có một số vấn đề như là không được quá hạn, không được quá hạn, hoặc là đủ tài chính. Nguồn tài chính tất nhiên là bằng hợp đồng lao động hoặc sao kê, sao kê thu chi. Bất kỳ câu hỏi nào chị hỏi, comment, ý kiến, hỏi đáp, trao đổi, đăng ký để theo dõi. Thank you so much.